Cody Gakpo. Cody Gakpo. Goal! 1-0 cho Liverpool. Bàn thắng rất đẹp mắt của Cody Gakpo. Một lần nữa chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Khi mà Dalot bị kéo lên quá cao, Fred chám vào vị trí của cầu thủ người Bồ Đào Nha thì đó lại là cơ hội rất tốt ở khoảng trống vô cùng lớn để Andrew Robertson có thể tạo ra đường chọc khe cho Cody Gakpo. Một vị trí xử lý có thể nói là sở trường của Cody Gakpo, xâm nhập vào từ hành lang trái để dứt điểm bằng chân phải. Gakpo đã có cho mình bàn thắng thứ 3 tại Ngoại hạng Anh cho câu lạc bộ Liverpool. Fabinho. Đây là Mohamed Salah. Elliot chân phải đánh đầu. Darwin Núñez và 2-0 cho Liverpool. Và Darwin Núñez đều đã ghi bàn trong trận này. Và trước đó phải nói đến sai lầm của Luke Shaw. Một cầu thủ đã chơi rất xuất sắc trong thời gian vừa qua của Manchester United là Casemiro cũng không thể ngăn chặn được pha xử lý lóng ngóng của Darwin Núñez. Và ở trong pha bóng này, khi mà hàng phòng ngự của Manchester United đã hoàn toàn sập sệch thì cơ hội dành cho Darwin Núñez là vô cùng rõ ràng. Đường kiến tạo của Elliot. Tinh thần của Liverpool đang lên rất cao. Mohamed Salah. Cody Gakpo. Liverpool đang thăng hoa. Liverpool đang thăng hoa và đó là cú đúp của Cody Gakpo. Không đành quá lên sân Baker. Cody Gakpo là người nhận bóng, một đường truyền cho Mohamed Salah. Và những pha xử lý của tiền đạo người Ai Cập đã khiến cho nhà vô địch thế giới Lisandro Martinez phải ngã sóng xoài. Tổng cộng có 2 đường truyền để dẫn tới bàn thắng này sau pha phản công của đội chủ sân Anfield. Một cú dứt điểm quá tự tin và nhạy cảm của Cody Gakpo. Và phong cách ăn mừng thì cũng đặc biệt lạnh lùng. Anthony. Liverpool phản công. Chờ đợi các cầu thủ sẽ di chuyển ra sao đây. Darwin Núñez. Salah. Quá đẳng cấp. Mohamed Salah. Rất ấn tượng của các học trò huấn luyện viên Jurgen Klopp. Bốn cầu thủ áo đỏ đã băng lên rất nhanh khi mà trước khung thành của David De Gea chỉ còn có 2 người. Cái chân phải của Mohamed Salah đã vung ra với tất cả những sức lực của anh như một phản xạ, như một phản xạ. Và đó là bản năng của một sát thủ. Alexander Arnold chuyền vào. Đánh đầu. Jordan Henderson. Đánh đầu. Ngày thăng hoa. Ngày thăng hoa của Darwin Núñez. Darwin Núñez thực sự là thi đấu rất bay trong ngày hôm nay. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Hàng phòng ngự của Manchester United đã bị quá thu hút vào tình huống di chuyển của Virgil van Dijk. Khi mà hàng phòng ngự này đã bị kéo lùi rất thấp thì pha di chuyển từ phía trên của Darwin Núñez đã tạo ra sự bất ngờ cho các cầu thủ áo trắng. Varane, trung vệ của Manchester United, đã để cho trái bóng vượt qua khá đơn giản. Đấu này vẫn là một sức ép rất lớn lên hàng phòng ngự của Manchester United. Rất nguy hiểm, Mohamed Salah! 6-0 cho Liverpool. Và Mohamed Salah đã vượt qua số lượng bàn thắng của một huyền thoại trên sân Anfield. Đấu xuất sắc nhất của Liverpool trong mùa giải năm nay.
và có lẽ cũng là trong nhiều năm trở lại đây của đội bóng này. Curtis Jones, Mohamed Salah, Salah cơ hội, và tỷ số đã là 7-0. Đó là bàn thắng dành cho Roberto Firmino. Liverpool không chỉ thắng Manchester United với tỷ số đậm, không chỉ thắng Manchester United một cách hoành tráng, mà còn thắng theo một cách không ai có thể tin nổi trên sân Anfield. Dẫn tới bàn thắng thứ 7 của Liverpool. Hàng phòng ngự thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng của Manchester United, họ bắt buộc phải dâng cao thôi khi mà đã để cho các cầu thủ Liverpool có 6 bàn trước đó. Và đây là một pha bóng mà 3-3 Liverpool đã làm quá tốt. Roberto Firmino dù ở góc sút rất hẹp nhưng cũng đã đánh bại được cả Dalot lẫn thủ thành David De Gea. Trong ngày mà Roberto Firmino xác nhận nói lời chia tay với Liverpool, để mà đôi quê 1-0 cho Everton. Anh đã dễ dàng đánh lừa thủ môn dày dặn kinh nghiệm Keylor Navas để mở tỷ số cho đội bóng áo xanh. Đây là bàn thắng thứ tư của Demarai Gray tại sân Đá Hoàng Anh ở mùa giải năm nay. Anh chỉ kém một bàn nữa so với số bàn thắng của mình ở cả mùa giải năm ngoái tại Premier League. Pha xử lý cực kỳ tự tin của Demarai Gray cho dù anh đã gặp phải những áp lực của các cổ động viên đội chủ nhà. Kiếp quay! Jose! Trước đó là pha phối hợp như đã tập giữa Chris Wood và Gibbs White. Thủ môn Jordan Pickford đã làm tốt ở tình huống ngăn chặn pha dứt điểm của Gibbs White. Nhưng khi mà bóng tới đúng vị trí của Johnson, anh đã không bỏ lỡ thời cơ. Một pha chạm bóng vừa phải của Chân Sun tốt nhất bên phía Forest và lưới của Everton đã rung lên. Chí là còn tệ hơn một bàn thôi. Doucouré! Lần thứ hai trong trận đấu này đội bóng áo xanh vươn lên dẫn trước. Quá hấp dẫn, chỉ sau có 30 phút đầu tiên thôi, ba bàn thắng đã được thực hiện. Hai cho Everton. Doucouré không bị ai theo kèm đủ sát sao trong tình huống anh thoát xuống đối diện với thủ môn Keylor Navas. Tiền vệ trung tâm Frelo là người đã không theo kèm đủ quyết liệt với Doucouré. Chiều cao tốt và sự nhạy bén đã giúp cho số 16 của Everton đưa được bóng vào lưới của thủ môn Keylor Navas. Bàn thắng đã đến với Forest 2-0. Người ghi bàn vẫn là một cái tên quen thuộc, Brandon Johnson. Anh là cầu thủ đã ghi bàn ở cả hiệp 1 và hiệp 2. Brandon Johnson cũng là người đã lập công ở trong trận đấu lượt đi giữa đội bên trên sân Goodison Park. Ở trận đấu lượt đi, Forest đã có kết quả hòa 1-1 trước Everton. Và ngày hôm nay họ đang hướng tới một kết quả khả quan hơn. Doucouré là người đã chuyển bóng lỗi. Anh đã chuyển từ vị thế người hùng sang tội đồ. Pha mất bóng của Doucouré đã giúp cho Nottingham Forest có pha phản công. Chọn bộ các cộng HD và 3 tháng thuê bao gói trọn vẹn chỉ 999.000 đồng. Các cộng giải trí gắn kết gia đình.